Vợ chồng Phương Trinh Jolie đưa con gái đi du lịch sau đám cưới tiền tỷ. Mia được ba cưng chiều như công chúa. Ly Bình đúng chuẩn ông bố quốc nhân. Rồi đọc rap nào, 2, 3. Tôi biết là tết game, tết là cánh, game là nhóc, đánh nhóc là đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh chiều everybody. Trời ơi, tôi sợ bà luôn á. Còn đâu Mia? Từ khi cưới Lý Bình, Phương Trinh Jolie có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Người đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ khi không chỉ có ông xã yêu chiều, gia đình nhà chồng tâm lý mà còn hết lòng yêu thương con riêng của cô. Bé Mia thường xuyên được ba mẹ đưa đi du lịch chung. Cô nhóc được nữ diễn viên công khai vào ngày thành hôn cùng Lý Bình. Kể từ khi đó, Mia là một phần quan trọng trong cuộc sống hôn nhân của cặp đôi nghệ sĩ khi xuất hiện trên các bài viết, buổi livestream với nét dễ thương, tính cách hồn nhiên, luôn giàu năng lượng. Công chúa nhỏ đã giúp chuyện tình yêu của hai người thêm trọn vẹn. Trong mọi chuyến du lịch cùng gia đình, cô bé luôn là người kết nối các thành viên, tạo ra không khí vui vẻ thoải mái nhất. Mia từ lâu đã xem Lý Bình như ba ruột, thậm chí có nhiều tính cách giống với nam diễn viên. Đáp lại tình cảm của công chúa nhỏ, anh cũng hết lòng chiều chuộng chăm sóc con gái. Ông xã Phương Trinh Jolie chia sẻ, hồi trước mình có nghĩ đến việc đó, nhiều khi con chung con riêng như thế nào, nhưng rồi lâu dài bản thân mình không còn khái niệm Mia là con riêng, mình quên khái niệm Mia là con riêng của vợ hay gì đó, mình cũng quên luôn chuyện đó. Ngoài ra vì thường xuyên đi du lịch nghỉ dưỡng với phụ huynh, nên Mia cũng có bộ sưu tập đồ tắm riêng. Những thiết kế đi biển của con gái diễn viên dù gió có thổi vẫn kín đáo, thậm chí còn mang đến sự đáng yêu hơn cho nhóc tì. Bên cạnh đó, người đẹp còn dạy con gái khéo léo để cô bé có nhiều suy nghĩ chín chắn hơn. Câu chuyện vợ có con riêng, Lý Bình và gia đình đều biết và chia sẻ cảm thông với điều này. Anh còn coi Mia như con ruột, hết mực chiều chuộng cô bé. Đặc biệt mẹ chồng của nữ diễn viên còn rất yêu thương cháu nội. Mia xuất hiện trên sân khấu và đem cặp nhẫn cưới cho bố mẹ, được giới thiệu là ái nữ riêng của Phương Trinh Jolie, khiến ai cũng phải bất ngờ. Điều đặc biệt nhất, con gái riêng của vợ gọi Lý Bình là ba và xem anh là số 1 trong lòng không khác gì cha ruột. Không chỉ nam diễn viên bánh mì ông Mào 2 xem bé như con ruột mà mẹ anh cũng vô cùng yêu thương bé Mia. Ông xã Phương Trinh Jolie từng đáp trả những dèm pha của cư dân mạng rằng: "Đừng dùng lối sống ích kỷ xấu xí của bạn để đặt lên người khác. Thời đại này còn ít người tư duy hạn hẹp như bạn lắm. Đừng nghĩ ai cũng như mình, hãy làm điều có ích cho xã hội hoặc tệ nhất là có ích cho bản thân mình đi." Ở một livestream của Phương Trinh Jolie, khán giả lại lần nữa ghen tị với hạnh phúc của nữ diễn viên khi mẹ chồng tự tay chuẩn bị thức ăn cho gia đình, thậm chí còn đút cho cháu nội, con gái riêng của người đẹp. Trong đoạn livestream, nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Mẹ Lý Bình đã nướng thịt và người nếm thử đầu tiên là bé Mia. Công chúa nhỏ vô cùng hào hứng khi được thưởng thức món ăn ngon thơm phức từ tay nội chuẩn bị. Thông qua khoảnh khắc này, khán giả có thể thấy được sự yêu thương của bà dành cho cháu gái." Ở ngày cưới của cô và Lý Bình, cô nàng từng cho biết Mia chính là động lực để bà nội nấu nhiều món ăn ngon. Thời điểm dịch bệnh kéo dài, mẹ chồng Phương Trinh Jolie đã rất nhớ cháu và ngày nào cũng gọi điện thoại để hỏi thăm. Nữ ca sĩ nhiều lần cho rằng bà chính là mẹ thứ hai yêu thương và hiểu mình. Bên cạnh chương trình văn hóa, bé Mia còn được học nhiều kỹ năng sống, học yoga, patin và các bộ môn khác có giáo viên kèm cặp. Đã trải qua một lần đổ vỡ, nhưng Phương Trinh Jolie may mắn được gia đình chồng yêu thương. Không những thế, còn cảm thông chuyện cô có con riêng. 9 năm một mình chăm sóc con gái đầu lòng, giọng ca nỗi nhớ không anh, luôn cố gắng chăm chỉ làm việc và phát triển sự nghiệp. Nữ ca sĩ hết lòng mong cô công chúa nhỏ có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Phương Trinh Jolie khiến khán giả ngưỡng mộ khi được chồng và gia đình yêu thương, xem Mia như con cháu ruột trong nhà. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.